Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe thể cũ của mình. Em mới kính chúc anh em, quý khách hàng của bạn nhiều sức khỏe, có nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục muốn mang đến cho anh em một mẫu xe tải đến từ nhà máy Jack Motor Việt Nam rất là sản xuất với nước sơn màu vàng rất là bắt mắt như thế này. Đấy, đời của nó là đời 2016 nha anh em. Phiên bản thùng mua bạc và thùng kính. Con thùng mua bạc thì mình đang dự kiến chào bán cho anh em với mức giá là 380 triệu. Thùng của nó dài 7m3, chiều ngang là 2m2 40 và chiều cao là 2m1 50 nha anh em. Đời 2016, liên hệ sử dụng máy 141, xe tải dắt được cao 380 triệu, tải trọng được phép chở hàng hóa là 7,9 tấn, khối lượng toàn bộ là 13,8 tấn, khối lượng bánh hàng là 5,6 tấn nha anh em. Chắc 3 chỗ ngồi và có một cái giường nằm nhỏ phía sau, phanh hơi, phanh tay cũng phanh hơi luôn, thắng hơi, có chế độ lốp kê rất là an toàn, đổ đèo đổ dốc cũng rất là sướng luôn. Xe bi rất là rộng rãi, rất là thoải mái, nước sơn màu vàng, sexy, bao dì bao cứng, đường kính mâm là 20, vỏ 9 inch, rất là tuyệt vời cho anh em muốn hẹn của bạn suy nghĩ đầu tư mua em xe tải 8 tấn giá bình dân như này, dắt đó, cầu rất là lớn nha anh em, phanh lốp kê chạy rất là sướng, rất là bền. Nói chung là một chiếc xe tải đến từ Trung Quốc mà mình thấy cũng ổn, xe tải dắt. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc anh em xem xe trải nghiệm lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì gửi đến em nó về phụ giữ cho nhân vận tải vận chuyển hóa của anh em, quý hàng của bạn. Đó, một chiếc xe tải dắt đến từ China, Trung Quốc, đời 2016 nha anh em, 8 tấn thùng 73 dắt, nước sơn màu vàng, lưới tay nhiệt rất là rộng luôn. Và đây là phiên bản thùng kính của nó nè, có hai mẫu thùng kính thì bên mình đang dự kiến cho bán cho anh em là 350 triệu, thùng bạc thì là 380 triệu, phanh hơi có chế độ lốp kê, đây là bầu phanh hơi của nó nè, thắng hơi rất là an toàn luôn. Nói chung là hai xe giá cả đều có thể thương lượng nha nè, thùng bạc 380 triệu, thùng kính là 350 triệu, thùng kính có cửa hông, thùng cũng rất là dày và cứng cáp luôn. Nếu anh em thích cái mẫu xe nào cứ đến xem xe trải nghiệm lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì khởi lên một em về phục vụ đức nhân và đại chuyên hóa của anh em quý hàng của các bạn. Đấy, nói chung là mọi thứ đều rất là ổn luôn nha anh em. Động cơ thì động cơ của phao, cabin dàn lặt nha anh em, mở cabin bằng tay nè. Nói chung là mọi thứ đều rất là ổn định, chạy cũng rất là tạm ổn. Động cơ phao với nước, động cơ máy xanh, động cơ phao với dung tích xi lanh của nó là 4,7 lít 4 máy, công suất này 110 kW tại vòng tua 2006, máy dầu, máy vô pha, máy cũng rất là bền, chạy rất là sướng. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy đi nó về phục vụ được cho mình tạo chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn đã theo dõi cái video báo giá và cập nhật liên tục về hình giá cả xe của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video báo giá và cập nhật liên tục về hình giá cả xe của tiếp theo của mình. Xin chào, hẹn gặp lại, cảm ơn rất nhiều.